chồng. Tao đã nói mày như thế nào? Tao cấm mày không cho quen với cái thằng mà khố rách áo ôm đó. Cái thằng không cha không mẹ. Tại sao đến giờ này ra cớ sự như vậy? Mày có bộng với nó hồi nào? Nói! Ba ơi, xin ba đâu, ba đừng đánh gì vào. Mày gian ra! Tao đánh luôn mày đó. Tao đã cấm rồi. Cái thằng đó là thằng không cha không mẹ. Nó nghèo kiết xác. Nó lấy cái gì nó nuôi mày? Trong lúc mà hả tao nói với mày rồi, tao đã hứa hôn với con ông Dương rồi. Con người ta đó là nhà chủ lò gạch, thấy không? Cái thằng Út đó nó có khờ khờ, nhưng mà người ta giao. Mày về đó mày làm cô làm bà mày không chịu. Mày đi cái thằng như vậy hả? Mà con đâu có thương người ta đâu mà con lấy người ta được. Không thương cũng phải lấy. Cha mẹ đặt đâu á, con cái phải ngồi đó cho mày sung sướng tấm tay. Tại sao mày đưa cái thằng, cái thằng mà trời ơi nó không cha không mẹ. Tao đã cấm mày rồi. Tao nói cái thằng đó là tao không có gả. Tại sao mày vẫn không nghe? Đến bây giờ bộ mày như vậy. Mày làm nhục tao, mày làm nhục cả cái dòng họ này. Mày, mày mang tiếng là không chồng mà có chữa. Mày, tao cạo đầu bôi vôi mày. Tao sẽ cạo đầu bôi vôi mày. Mày hiểu chưa? Mày hiểu chưa? Còn mày nữa. Mày, mày gian ra. Mày, mày gian ra. Mày, mày gian ra. Mày gian ra. Mày nha. Mày. Chấp nhận cho tụi con đi mà. Tao từ mày, từ nay tao không có đứa con gái như mày. Nha. Mày tính rằng tao có thể, tao thả trôi xong mày luôn á. Nghe chưa? Thôi bây giờ con đem về cháu ngoại của ba mà ba đừng có làm vậy tội đứa bé. Không có cháu ngoại cháu gì hết á. Đồ con gái hư. Tao không ngờ tao đẻ ra đứa con như mày. Thà tao đẻ hột gạo cho tao ăn sướng hơn. Nghe chưa? Chơi em võ sao ơi. À, chờ tôi chút xíu tôi ra liền. Tao đi ăn dỗ về rồi á. Mày biết tại tao. Tao cho mày. Còn mày đó nha. Mày để nó xảy ra là mày đi luôn. Đi khỏi cái nhà này. Chờ tôi em sao ơi. Chị có sao không vậy chị ơi? Ba đánh chị có nào không nhờ? Ba đánh bà dặn ba đánh chị thôi chứ. Dạ dạ. Ủa anh Phúc. Không sao vậy? Sao anh dám ở đây vậy? Anh không sợ ba em xin đánh anh hả? Anh không sợ gì hết trơn á. Em nếu mà em có thương chị hai em á, cho anh coi chú cứu chị em ngay chỗ này đi. Chứ đây đây á, ba đánh nhà em chết nè. Không được đâu anh Phúc ơi. Em mà cho chị hai đi á, bây giờ ba đánh em chết á, không được đâu. Không lẽ em đã làm nào em để chị hai mới chối thôi hiền? Dạ không được đâu anh Phúc ơi, ba mà biết á, ba đánh em á, ba bỏ đói em á, không được đâu. Không được. Còn em thương cháu em á hiền. Chị hai đang mang ba cháu của em đó. Nhưng mà anh Phúc á, hứa nhất định là phải thương chị hai em nha. Anh biết rồi, anh hứa mà. Anh đợi em xíu. Con gái mất hiểu. Con không lời được cho ba. Con cũng không có lời được cho em á. Tội là gì á. Nếu có cái sao á, con sẽ trả cho gia đình của mình. Mẹ ơi, nó dưới thèm thì cái thách con nha. Chị hai, chị hai, chị đi rồi á, nào ba chặn chị về nha. Chị đứng đi luôn với chị hai. Có một người bạn ở bên ta, chính là một điều thật quý giá. Ủa em, anh thấy hôm nay khách đông quá trời luôn, trên trăm thằng không? Trời ơi, cỡ này á hả, vợ chồng mình bán được lắm. Có bữa cả trăm, có bữa trăm mấy luôn á. Đà, cứ cái đà là vợ chồng mình ngon nha. Mà em, hả? Anh thấy cái miếng đất ở dưới Long Khánh á, bữa hai chồng mình đi coi á. Bên đó nó giao 1 tỷ. Nhưng mà anh nghĩ đó là mình trả giá xuống 700 chắc cho nó chịu á. Nếu được á, cuối tuần này nè, hai chồng mình xuống dưới coi thử coi. Thấy được không? Em nghĩ vợ chồng mình nó cũng nên mua đất đi. Chứ vợ chồng mình cứ thuê trọ hoài, không có cái căn nhà mà ở nữa. Ủa, nay Út có gọi em chi ta? Đã có chuyện gì dưới quê vậy? Alo, chị nghe nè Út. Alo, hai à hai. Cái gì vậy, cái gì từ từ bình tĩnh nói là anh Dịp úng quá vậy? Dạ, ba... Ba hay sao? Dạ, mấy bữa nay á, ba đi vệ sinh khó khăn. Bùi thì phụ mình phụ mẩy lên trơn à. Nên là em lo, em mới dẫn ba đi bệnh viện. Bác sĩ khám nói là ba bị suy thận nặng lắm. Bây giờ là cần phải thay thận gấp. Mà chị nghĩ đi, nhà mình thì nghèo quá, đâu có tiền.
bây giờ muốn kiếm thằng thai á thì khó lắm. Bây giờ chị hai ơi, chị tính cách nào á, chị về quê lo cho ba gấp đi, chứ giờ em gói quá chị hai ơi. Trời ơi, bây giờ em báo đột xuất quá, sao mà chị đi về dưới liền được. Chị còn nhà cửa, quán xá, con nước trên này tùm lum hết trơn á. Hay không mấy giờ em hỏi coi chi phí bao nhiêu tiền á, rồi chị đi vay mượn chị gửi về cho được không? Cái đó em cũng biết nữa, với lại chị là chị lớn nhất nhà, chị về chị coi tính sao đó tính, chứ giờ em không biết gì trơn á. Rồi, để chị sắp xếp á, rồi ngày mai chị về liền nha. Có gì em ở dưới em lo cho ba em chị nha. Bây giờ ba ở dưới ba bị suy thận nặng lắm, em không biết làm sao giờ nữa. Không mấy giờ, ngày mai á em với anh đi về dưới lo cho ba nha. Không có về với chân á, thứ của ổng á bị gì là đáng đời ông lắm. Em nhớ ngày xưa hả, lúc mà em có bầu con bé Ni á, ổng chửi em làm sao? Biết là ba giận nên ba chửi vậy thôi. Cũng tại em với anh, ai biểu em với anh chưa làm đám cưới mà ăn cơm chất kẽm chi, nên làm cho ba tức á nên ba mới vậy. Dù sao á, ba cũng là ba của em, sao mà em bỏ ba chứ được. Tôi á, rồi sống để bụng chết mang heo. Những cái câu nói mà hồi xưa ông chửi tôi vô mặt tôi nè. Còn em á, ổng đã từ em rồi, em lo cho ổng làm gì nữa. Anh đúng vậy hoài à. Dù sao á, ba cũng chỉ có mình em, mà em cũng chỉ có mình ba thôi à. Bỏ ba được đâu. Nếu mà anh thương em á, anh đừng có trách ba em mà. Ba em bây giờ bệnh nặng lắm rồi, nếu mà bây giờ em không về á, rõ sau này có gì em hối hận không kịp luôn á. Nha, em hai anh đi về dưới với em đi. Em năn nỉ anh luôn á anh Phúc. Em buông ra đi. Ba của em á, em muốn làm gì em làm, anh không quan tâm. Anh Phúc. Tình trạng của ba tôi sao bác sĩ? Tình trạng của ba cô thì rất là ổn định, nhịp tim rồi huyết áp rồi bình thường. Bác sắp tỉnh rồi đó, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một vài ngày nữa thì bác sẽ được xuất viện sớm thôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Phẫu thuật thai thận của ba đã thành công rồi, con vui quá à. Thai thận cho ba, ba được thai thận nữa hả con? Dạ đúng rồi ba. Vậy là tốn tiền nhiều lắm hả con? Dạ con cũng không biết nữa, chị giàu lo hết tiền viện phí cho ba, con cũng không có hỏi nữa. Cái gì? Con giàu nó lo tiền đánh phẫu thuật cho ba hả? Thôi, hồi đó ba đánh ba chửi, ba từ nó không giận ba, sao mà bây giờ nó lo cho ba vậy? Trời ơi, rồi thằng ở đâu mà thay cho ba vậy con? Thằng của anh Phúc hả ba? Thằng Phúc. Dạ. Mới đầu á, chị giàu lấy tiền á, định mua thận á, mà kiếm nguồn thận hoài không có, không có ai bán cũng không ai tặng hết trơn á. Rồi anh Phúc hợp với nhóm máu của ba, nên là anh Phúc hy sinh để tặng thận cho ba. Thằng Phúc, ba đánh ba chửi nó nặng lắm, ba bây giờ nó cũng thương ba rồi, nó hy sinh tặng cho ba. Ba có lỗi với hai đứa này quá. Ba bình tĩnh đi, không thôi ảnh hưởng đến vết thương á. Ba sẽ gặp tôi nữa. Ba đứng đây, ba xin lỗi, ba cảm ơn nữa. Con tôi,
Dạo ơi, Phúc ơi, bà nợ tụi con. Thôi, bà đừng có vậy nữa. Bà mới vừa phẫu thuật xong rồi, bà nằm nghỉ ngơi đi nha. Mẹ cột tóc cho Ni nha. Ba đói chưa? Xíu mẹ vô mẹ nấu cháo cho ăn rồi uống thuốc nữa. Bà cũng thấy đói rồi đó. Rồi, ngồi chơi với con đi. Để em vô em nấu cháo cho. Nè, ngồi chơi với ba nha. Ngồi chơi với ba đừng có quậy nha, ba đang đau nha con. Anh chị hai, có ba lên phòng chờ đó thôi. Ba. Ủa, sao ba lên ba không cho con thấy? Kệ ba. Đỡ đau chưa? Sao trong người còn yếu xìu á, ba không có nhớ nghỉ ngơi đi. Đi trên này chi xe cổ mất công rồi lại mệt nữa. Ba ổn rồi, khỏe lại rồi, ba mới lên. Ba nói với người Hiền nói dẫn ba lên. Biết sao nhớ cho ngoại. Nói chưa vậy này con. Ba lên, ba trước hết là ba cảm ơn hai vợ chồng con. Vừa rồi bỏ ra số tiền lớn lắm cứu ba. Cái thứ hai nữa là cảm ơn Phúc, nó hiến thận nó tặng ba, chứ không thì ba cũng khó mà vượt qua được. Dạ không gì đâu bác. Ơ đừng đừng sao chứ mà bác, em mà ba đi con. Dạ 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 không gì đâu ba. Ba là ba có giàu, giàu mà là vợ của con, nên nó không coi ba như là ba ruột của con vậy, là phận làm con mà lo cho cha mẹ thì đâu có gì đâu. Nói chứ hồi đó ba cũng nặng lời với con quá, lâm ra giờ ba thấy mắc cỡ với xấu hổ. Sau khi biết con cứu ba vậy đó, thôi ba xin lỗi con nghe. Thôi chuyện cũng qua rồi, mai cũng đừng nhắc lại. Với lại giờ thấy ba khỏe là được con vui rồi. Ba vừa rồi á mà anh Phúc không hướng thẳng cho ba, chắc bây giờ ba qua phải quá. Cái con này thì mở đèn bữa nay ba mới lên, ba xin lỗi rồi, ba cảm ơn hai vợ chồng nó nè. Cháu ngoại của ba, qua đây. Thôi ba còn mệt á, ba cứ ngồi chơi đi. Còn thấy á, sau cái chuyện này á, cũng may mắn á là nhóm máu của chồng con á, phù hợp với nhóm máu của ba, nên là ảnh mới yên thận cho ba được. Bây giờ con chỉ cầu mong sao ba với chồng con khỏe á, là cả nhà mình á vui rồi. Chưa vui lắm đâu con. Sao vậy ba? Ba muốn như vậy nè, ba muốn là bây giờ hai vợ chồng con á đừng có giận ba nữa. Hai vợ chồng con á về dưới quê đi nghe con, về quê đi rồi cái ba chia miếng đất ra làm hai, một miếng để cho con út á nó ở thờ Hương Hòa, còn miếng cho tụi con tặng con cất nhà ở gần ba nghe con, về quê đi mới vui hơn nghe con. Dạ cũng khó lắm ba. Tại giờ vợ chồng con đang buôn bán ở đây cũng được lắm. Giờ về dưới vợ chồng con cũng không biết làm sao để kiếm tiền nuôi con của con nữa. Thì buôn bán trên này vẫn buôn bán, nhưng mà miếng đất đó ba chia mất tiền luôn đó. Có tiền cắt nhà để đó rồi sau này về ở nghe con. Còn buôn bán trên này cứ quanh lên buôn bán nghe con. Hai vợ chồng nghe lời ba đi, ba đang bị dứt, về ở cho vui nha con nha. Hay là anh chị hai về quê nha. Chịu rồi phải không? Vậy là bây giờ cả nhà mình sum họp rồi nha. Con vui quá à ba. Cháu ngoại, qua đi. Qua đây với ông ngoại nha. Qua đây. Hỏi thăm ông ngoại con, ông ngoại khỏe chưa? Ông con ngoại với con. Ông ngoại nè con, ông ngoại nè. Dòng đời được khi như cơn bão lớn. Là con được làm gì vậy? Tôi không thấy lối mịt mờ phía sau. Cũng chẳng thể và comment cho Mãi TV nha cả nhà. Mãi yêu. Tôi đã nghiên cứu và tìm hiểu rất là kỹ rồi. Với cái đội hình này á, mình có thể mà giữ nghiêm cái phong độ này nha, là có thể vô thẳng tới chung kết luôn. Còn á, tôi thấy cái đội hình tôi với anh Hiền á là chưa vô tới vòng giữ xe nữa là bị đuổi luôn rồi. Anh nói vậy?